Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tiếng Anh online miễn phí. Và ở trong video lần này chúng ta sẽ học từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề nhà bếp. Và ở trong video lần này chúng ta sẽ học từ vựng, học ngữ nghĩa, học các phiên âm cũng như cách phát âm chuẩn quốc tế của các cái từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề nhà bếp này. Và từ đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu đấy chính là từ cái cân. Và từ cái cân ở trong tiếng Anh sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Scale, 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 scale. Tiếp theo nữa là từ tập dề. Tập dề dùng để đầu bếp mặc để các cái thức ăn đỡ vương vãi vào người ấy thì sẽ được phát âm như sau. Apron, 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 apron. Tiếp theo nữa là ấm đun nước sôi bằng điện ấy thì sẽ được phát âm như sau. Kettle, 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 kettle. Tiếp theo nữa là nồi áp suất dùng để hầm các cái thức ăn dai và cứng ấy thì sẽ được phát âm như sau. Pressure cooker, pressure cooker, pressure cooker, pressure cooker, pressure cooker. Tiếp theo nữa là cái chảo dùng để xào hoặc là rán ấy thì sẽ được phát âm như sau. Frying pan, frying pan. Frying pan, frying pan, frying pan. Tiếp theo nữa là tủ lạnh, một dụng cụ rất cần thiết ở trong nhà bếp, đấy chính là tủ lạnh, và tủ lạnh sẽ được phát âm như sau. Fridge, 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 fridge. Tiếp theo nữa, đấy chính là cái đĩa, hay còn gọi là dĩa, thì cái đĩa hoặc là dĩa sẽ được phát âm như sau. Played, 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 played. Tiếp theo nữa là cái nĩa mà có các cái chân ấy để chúng ta dùng để chúng ta lấy thức ăn ấy thì sẽ được phát âm như sau. Fork, 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 fork. Tiếp theo nữa là con dao dùng để cắt thì sẽ được phát âm như sau. Knife, 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 knife. Tiếp theo nữa là cái muỗng hay còn gọi là cái thìa của chúng ta đấy thì sẽ được phát âm như sau. Spoon, 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 spoon. Tiếp theo nữa là cái lọ đựng muối thì sẽ được phát âm như sau. Salt cellar, salt cellar, salt cellar, salt cellar, salt cellar. Tiếp theo nữa là khăn ăn thì sẽ được phát âm như sau. Napkin, 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 napkin. Tiếp theo nữa là cái dụng cụ đánh trứng, dụng cụ làm cho trứng nó sủi bọt để khi chúng ta bác nó được phồng ấy thì sẽ được phát âm như sau. Whisk, 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 whisk. Tiếp theo nữa là cái khay này thì có thể là đựng thức ăn thì sẽ được phát âm như sau. Tray, 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 tray. Tiếp theo nữa là cái muôi múc canh thì cái muôi múc canh sẽ được phát âm như sau. Ladle, ladle. Ladle, 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 ladle. Tiếp theo nữa là cái tô hoặc là cái chén để chúng ta ăn cơm, hoặc là cái tô hoặc là cái chén để chúng ta đựng thức ăn như là canh vân vân thì sẽ được phát âm như sau. Bowl, 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 bowl. Tiếp theo nữa là cái bàn mài. Bàn mài này là dùng để tạo các cái họa tiết cho thức ăn, ví dụ như là chúng ta dùng cái bàn mài này để mài củ cà rốt hoặc là củ cải để tạo thành các cái sợi đấy thì sẽ được phát âm như sau. Greater, 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 greater. Tiếp theo nữa là ca đong.
Ca đong này là dùng đong nước đo gạo hoặc là đong bột hoặc là đong nước để cho vào canh vân vân ấy, thì sẽ được phát âm như sau. Cup, 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 cup. Các bạn chú ý khi các bạn xem video của mình ấy thì các bạn hãy để ý lên màn hình sẽ có phần phiên âm, và khi mình phát âm thì các bạn cũng nên là nhẩm lại theo cách phát âm của mình. Như vậy thì các bạn vừa nhớ được từ vựng, vừa nhớ được cách phiên âm cũng như là cách phát âm chuẩn quốc tế của các cái từ vựng này. Và từ tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu, đây chính là từ máy pha cà phê. Và máy pha cà phê sẽ được phát âm như sau. Coffee maker, coffee maker, coffee maker, coffee maker, coffee maker, coffee maker. Tiếp theo nữa là sách dạy nấu ăn thì sẽ được phát âm như sau. Cookbook, 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 cookbook. Tiếp theo nữa là cái cán bột, tức là cái mà dùng để nhồi bột ấy, thì sẽ được phát âm như sau. Rolling pin. Rolling pin, rolling pin, rolling pin, rolling pin, rolling pin. Tiếp theo nữa là cái rổ, mà cái rổ này là có nhiều cái lỗ để thoát nước. Hay ở Việt Nam chúng ta hay gọi là cọng thưa ấy, thì sẽ được phát âm như sau. Colander, 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 colander. Tiếp theo nữa là giấy thấm dầu mỡ, tức là cái giấy mà để ví dụ như chúng ta rán nem chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dùng cái giấy giấy thấm dầu mỡ này quấn quanh chiếc nem để thấm dầu mỡ, sau đó thì chiếc nem sẽ ít dầu mỡ hơn, như vậy ăn sẽ biết ngán hơn, và cái giấy thấm dầu mỡ này sẽ được phát âm như sau. Greaseproof paper, greaseproof paper, greaseproof paper, greaseproof paper, greaseproof paper, greaseproof paper. Tiếp theo nữa là cái rây dùng để ngăn các cái thức ăn thô thì sẽ được phát âm như sau. Sieve, 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 sieve. Tiếp theo nữa là bột. Cái bột này thì dùng chung các bạn nhé. Ví dụ như bột khoai hoặc là bột mì hoặc là bột lúa vân vân thì sẽ được phát âm như sau. Flower, 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 flower. Tiếp theo nữa là máy băm thịt. Máy băm thịt cho nó nhuyễn ra để chúng ta nấu cháo hoặc là để chúng ta làm viên vân vân thì sẽ được phát âm như sau. Mincer, 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 mincer. Tiếp theo nữa là bột nở. Bột nở thì hay còn gọi là bột năng đấy thì sẽ được phát âm như sau. Baking powder, baking powder, baking powder, baking powder, baking powder, Tiếp theo nữa là hạt tiêu. Hạt tiêu sẽ được phiên âm và phát âm như sau. baking powder, pepper, 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 pepper. Tiếp theo nữa là dụng cụ nghiền khoai, khoai tây thì sẽ được phát âm như sau. Potato masher, potato masher, potato masher, potato Tiếp theo nữa là chiếc kẹp dùng để tách hạt dẻ thì sẽ được phát âm như sau. masher, potato masher, nutcracker, 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 nutcracker. Tiếp theo nữa là cái lò vi sóng thì sẽ được phát âm như sau. Microwave, 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 microwave. Tiếp theo nữa là máy xay thức ăn. Máy xay thức ăn hay còn gọi là máy xay sinh tố đấy thì sẽ được phát âm như sau. Blender, 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 blender. Tiếp theo nữa là cái để mở nút chai rượu champagne ấy thì sẽ được phát âm như sau. Corkscrew, corkscrew,
corkscrew, corkscrew, corkscrew, corkscrew. Tiếp theo là dụng cụ mở đồ hộp. Thì ví dụ như chúng ta có cái hộp sữa chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dùng cái dụng cụ này để mở. Và dụng cụ mở hộp đồ này sẽ được phát âm như sau: tin opener, tin opener, tin opener, tin opener, tin opener. Tiếp theo nữa là máy nướng bánh mì. Máy nướng bánh mì sẽ được phát âm như sau: toaster, 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 toaster. Tiếp theo nữa là nồi hấp, hay còn gọi là nồi đun hơi hay là nồi hấp hơi, thì sẽ được phát âm như sau: steamer, 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 steamer. Tiếp theo nữa là cái bồn rửa inox của chúng ta đấy, thì sẽ được phát âm như sau: sink, 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 sink. Tiếp theo đấy chính là cái vòi rửa. Vòi rửa thì sẽ được phát âm như sau: faucet, 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 faucet. Tiếp theo nữa là loại xà bông, hay còn gọi là xà phòng của chúng ta đấy, thì sẽ được phát âm như sau: soap, 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 soap. Tiếp theo nữa là miếng mút rửa chén, hay còn gọi là cái miếng mút đấy, thì sẽ được phát âm như sau: sponge, 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 sponge. Tiếp theo nữa là máy rửa chén. Máy rửa chén này thì ở bên nước ngoài dùng nhiều, nhưng ở Việt Nam thì cũng đang ít. Và cái máy rửa chén này sẽ được phát âm như sau: dishwasher, 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 dishwasher. Tiếp theo nữa là nước rửa chén, ví dụ như là nước Sunlight hoặc là Umu vân vân ấy, thì sẽ được phát âm như sau: washing up liquid, 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 washing up liquid. Như vậy là chúng ta vừa làm quen với 42 từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề nhà bếp, và hy vọng là video có ích đối với tất cả các bạn. Và một lần nữa thì mình mong các bạn khi xem video hãy bấm like, bấm đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình, bấm subscribe kênh YouTube, chia sẻ video. Và khi các bạn xem video, nếu các bạn thấy video của mình cần góp ý ở điểm nào, các bạn vui lòng comment góp ý, mình sẽ theo dõi thường xuyên và mình sẽ tiếp thu và mình sẽ khắc phục ở các video tiếp theo sau. Một lần nữa thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.